Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện của Sao và cùng tiếp tục câu chuyện về những ngôi sao mà mình đức tin là sẽ có rất nhiều những câu chuyện có thể lần đầu tiên quý vị mới được biết về những ngôi sao mà quý vị yêu mến. Chương trình Chuyện của Sao đến với quý vị vào lúc 20 giờ 5 phút mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9 và mình rất vui được chào đón đến với Chuyện của Sao một nữ ca sĩ mà mình đức tin. Cô chính là một trong những gương mặt tiêu biểu hiện nay cho chúng ta một niềm tin rằng nhạc pop Việt Nam thực sự đang rất khởi sắc. Không ai khác chính là người lạ nhưng rất quen Orange Khương Hoàn Mỹ. Chào Orange em xin chào anh Minh Đức cũng như là chào tất cả các khán giả của chương trình chuyện của sao trong rất nhiều những cái tít bài báo mà Minh Đức đọc về Orange thì có một cái tít rất là thú vị các bạn nên viết như thế này không chỉ sở hữu bài hit quốc dân mà Orange khương hoàn mỹ còn có một cuộc dạy à, thì hết sức thành công <cười> 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 người ta chưa ghi thất bại là em vui rồi <laughs> thật sự um, em nghĩ là ai cũng phải lớn lên ai cũng phải trưởng thành và thay đổi thì uh, em cũng rất là vui bởi vì mọi người đã nhận thấy cái sự thay đổi tích cực ở mình lúc mà cái bài người lạ ơi xuất hiện và cái tên orange xuất hiện cùng với cái bài hát đấy thì không phải ai cũng ngay lập tức biết ngay Orange và khương hoàn Mỹ là một, mà người ta rất là tò mò, người ta tưởng là cô này chắc là một cô underground nào đó, à, hay là một ca sĩ, đúng là một nhân tố bí ẩn, thực sự ở đâu xuất hiện và chắc là nhà, ekip này muốn chơi một cái trò chơi bí ẩn để cho công chúng phải tò mò. Vậy thì hỏi luôn vậy cuối cùng thì cái gọi là sự dậy thì thành công ấy và cái yếu tố bí ẩn đấy Mỹ đã ủ nó như thế nào? Thật ra để trở thành một nhân tố bí ẩn mà mọi người không nhận ra nó cũng đơn giản thôi. cho MV đánh nguyên cái mỏ đi, thôi. là đâu có ai nhận ra được đâu là em thay đổi hoàn toàn cái hình ảnh của mình chỉ bằng make up thôi. Dạ đúng thật thật sự thì trong cái khi ra đường á người ta không nhận ra em tại vì trong mv với ngoài khác ừ. nhau quá và trong mv thì em xây dựng một cái hình ảnh rất là gai góc và nó rất là cá tính và em ấp ủ tức là em cũng rất 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 là muốn xây dựng cho mình một cái hình ảnh mới một cái hình ảnh mà không phải là một cái cương hoàng Mỹ Rụt rè và thiếu tự tin Mà em muốn trở thành một người Một cái hình ảnh mới Một cái hình tượng nó cá tính hơn Và nó gai góc hơn, mạnh mẽ hơn Cái này không biết Mỹ còn nhớ không Vì anh Đức follow phương hoàng Mỹ trên Facebook Một thời gian rất là dài wow. Cho đến khi cái tên ấy biến mất thì ngày đó thì mỹ hay viết những cái tâm tình tâm sự ở trên facebook à, những cái tâm sự đấy có thể khiến người ta cũng rất là cảm thương là cô bé này vẫn đang lận đận trên con đường đi tìm một cái vị trí cho mình thì trong những cái ngày tháng mà mình đang đi tìm vị trí như thế thì cái điều mà mỹ băn khoăn nhất về bản thân mình cũng như con đường trước mắt của mình là gì em lúc đó trong cái khoảng thời gian mà mà mình khoảng 3 bốn năm mà em không có ra một bất cứ một sản phẩm gì hay là có một hoạt động gì nổi bật về âm nhạc những cái lúc đó em có những cái suy nghĩ à thôi chắc mình nghỉ hát mình kiếm một công việc gì đó ổn định cho ba mẹ không phải lo nữa. Vì thật sự là ba mẹ em rất là hay hỏi, rất là hay à. lo. Tức là em vẫn phải đi um, hát ở những cái quán cà phê hay là những cái phòng trà nhỏ để mà mình có tiền mình uh, trang trải chi phí uh, cuộc sống hàng ngày. thì uh, bố mẹ em cứ một tháng lại hỏi, à, tháng này mình làm được bao nhiêu tiền, à. rồi uh, mày định sẽ sống như thế này mãi sao? À. Em có nghĩ là à, thôi chết rồi kiểu này mình hát như vậy mà ba mẹ cũng không có cảm thấy là thỏa mãn về cái cái sự thành công của con gái thì mình thôi mình nghĩ đi mình đi làm một công việc gì đó nó ổn định mà nó có cái gọi là cái địa vị để cho ba mẹ cảm thấy là an lòng nhưng mà rất là may là em đã gặp được anh cho Đăng Khoa và khoảng cuối năm 2017 anh đã mở cho em rất là nhiều cánh cửa và đã dẫn dắt em trong những cái bước đầu uh, trong sự nghiệp của mình à, tức là mỹ nhắc đến một cái mối duyên là gặp châu đăng khoa đúng không à, nhưng rõ ràng là mọi chuyện nó có thể là diễn ra sau ngay tức là giống như sau một đêm một giấc ngủ dậy mình thay đổi hoàn toàn hay là nó đã được có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng âm thầm trong một thời gian để đến một ngày từ cái tên xuất hiện cho đến cái cách chọn lựa hình ảnh thật sự mọi người nghĩ à cái bài hát này nó thành công quá chắc là phải có một cái sự chuẩn bị nó kỹ càng Mọi ekip nó hùng hậu thật ra mọi thứ chỉ là vô tình hết đến cả cái tên orange này ừ. nếu mà em cả chắc mọi người sẽ cười ờ anh? để cho mọi người rất buồn nghe đó <laughs> đó là ngày xưa khi mà em um, sáng tác những cái ca khúc mà em 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 tự hát á em up lên mạng thì em lấy một cái nghệ ngày danh tên là quýt à quýt Chứ quýt đó à, ừ. thì uh, khi mà anh anh khoa anh hỏi em là mày đi hát mà định lấy tên gì cái em nói em lấy tên quýt nha <cười> <cười> cái xong anh nói là trời đất ơi tơ gì mà nó quê dữ vậy không kém sang quá vậy cái xong ảnh mới nói là mày dịch cái tên này qua tiếng anh tiếng anh đi cho nó sang cái xong em nghĩ nhưng mà cái này dịch ở tiếng anh tên nó dài lắm khó nhớ cái xong em phải lấy một cái cái trái nó gần gần như trái huyết đó là trái cam trái cam nó cũng chưa đủ sang với dịch được tiếng anh orange orange có rất là nhiều phiên bản của cái tên em orange uh. Orang <laughs> nhưng mà em rất vui bởi vì sao người ta vẫn gọi được cái tên mình và người ta không gọi được người ta gọi là cam à. rất là thân thương rất là dễ thương sau khi em đặt cái tên mới thì lại có một bài hit à đấy thế cho mọi người thấy là cuộc sống đôi khi có những thứ nó đôi khi không phải là ngẫu nhiên đâu thực ra khi mà nhìn khương hoàn mỹ bước lên sân khấu nhận giải thưởng mà chúng ta quen gọi là giải mama và tân minh cũng xem cái clip trao giải đó và mình cũng thấy tự nhiên là cũng lại một lần nữa lại thấy thương thương có một cái gì đấy đáng yêu vô cùng cô bé đấy bước lên sân khấu nhận giải vấp ngã một cái rồi lại đứng lên nhận giải rồi à đọc cái cái phần cảm tưởng của mình cái nhận giải mà lại có bằng tiếng Hàn Quốc nữa. Tức là cũng một cái gì đấy. Thực sự anh Đức nghĩ lúc đó nghĩ là em đang hoàn mỹ thật đấy. Đúng như cái tên của mình. Thật ra cái lúc mà em ngã xuống cái điều đầu tiên em nghĩ trong đầu là thôi chết rồi nghỉ hát thôi chứ sao giờ. <laughs> <laughs> Tại vì rất là rất là xấu hổ rất là quê. Lúc đó thì em ngồi cạnh một cái nhóm nhạc rất là nổi tiếng và khi mà người ta đọc tên em em rất là lo vậy em để tay lên ngực như vậy thì có một cái anh trưởng nhóm của cái nhóm đó anh mới nhìn em anh nháy mắt một cái mà em nhớ rất rõ như là trước khi em đi ra sân khấu em ngồi anh Khoa có dặn em là mày nhìn trai đẹp mà không có được dắp té nghe chưa y chang luôn em lên sân khấu đi một bước một là em té rồi <cười> <cười> trời ơi và té trước một dàn trai đẹp trai xinh gái đẹp như vậy và trước hàng ngàn khán giả cái điều đầu tiên em nghĩ đó là thôi chết rồi kiểu này ai dám mời tôi đi nữa <laughs> nhưng chính cái té đấy lại làm cho mọi người chú ý Phải không? Người ta, và đúng và người, người ta lại thương thương Đúng không? Đấy rồi có các trai đẹp ra đỡ em đứng dậy Để mà đều em lên trao giải Thì giải thưởng thì nó cũng sẽ qua thôi Nhưng mà rõ ràng bây giờ nó sẽ trở thành một cái áp lực cho em Gì thì gì chứ đấy Cô bé đó đã làm được cái điều bao nhiêu người mơ ước Mà không được giờ đã làm được rồi đấy Thì liệu thì phải làm gì nữa Trong cái thời buổi âm nhạc hiện nay Cái tuổi thọ một bài hát nó rất là ngắn Người ta có thể điên cuồng về một bài hát đó Nhưng mà khoảng vài tuần sau là người ta đã quên đi rồi Thì em nghĩ là thay vì mình tạo mình cứ chăm chăm là mình tạo nên một bài hit mình muốn là mình phải làm cái gì đó mà người ta thích liền em nghĩ cái điều đó rất là chấm bánh thì thay vào đó mình hãy xây dựng cái hình tượng và mình xây dựng một chuỗi bài hát mà mình có thể khiến cho người ta nhớ đến cái giọng của mình nhiều hơn là cái bài hit đấy thì uh, rõ ràng là ít nhất là mọi chuyện nó đã thay đổi rất nhiều với orange từ sau cái bài hit đó à, bây giờ thì nhìn à, hình ảnh của orange không còn là một cô bé nhu mì nhút nhát nữa mà là giống như là một người em gái quốc dân và cái cách mà một người đang nói chuyện bây giờ mà có thể người ta sẽ săn đón cô ấy rất là nhiều không chỉ là bầu sâu săn đón mà kể là các anh chàng trai đẹp cũng săn đón nữa cuộc sống của mỹ đã thực sự thay đổi như thế nào ví dụ như là em bước ra ngoài cửa thì à, sẽ có những em bé đi ngang có chí cam á chị à, chăm mình... nhưng mà có một điều không bao giờ thay đổi đó là em luôn ế à em ế là bởi vì ngày xưa thì có thể là em ế là em có nhiều lý do để đưa ra đúng không nhưng bây giờ em nói mà em ế thì hơi khó tin thiệt chứ bởi vậy những người khó tin như anh mới làm cho em ế đó không đây đây là em nói thiệt đó một trái tim khẩn thiết em có nghĩ rằng là việc có một người yêu sẽ giúp em hát hay hơn xinh đẹp hơn nổi tiếng hơn thành công hơn không có thể chứ. tại vì bây giờ em không có người yêu cho nên là những cái cảm xúc trong bài hát em toàn phải tự tưởng tượng ra không nếu nói như thế thì đúng là cái bài người lạ ơi ấy nó vận vào em đấy thôi chết rồi phải không phải không cho nên là em đã ra bài mới rồi bài tình nhân ơi em hát xong rồi em thấy có bồ đó À chúng ta thấy rằng là có một cô ca sĩ đến đây trò chuyện và rất là thản nhiên tỉnh bơ <laughs> nói là em đang ế đây à, các chàng trai đang xem chương trình chuyện của sao Hãy nghe lời của cô ấy Ngày xưa cô ấy đã gọi người lạ ơi rồi Bây giờ cô ấy khẩn thiết hơn Cô ấy gọi tình nhân ơi Cảm ơn Mỹ rất là nhiều Để đến đây và chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị Chúc Orange một năm mới Thêm nhiều thành công Và đặc biệt thoát ế <laughs> à, Để trọn vẹn được cái niềm vui của mình Em Cảm ơn anh Đức Cũng như là tất cả các khán giả đang xem đài Trong không khí xuân đang về Chuyện của sau mời quý khán giả cùng chia sẻ Những câu chuyện bếp nút ngày Tết Với ca sĩ Nam Cường từ những câu chuyện trong nhà hiếm khi được kể đến những kỷ niệm chạy xô tết không bao giờ quên một buổi tối á có thể em chạy 6 đến 7 điểm cái cảm giác mà chạy từ chỗ này qua chỗ kia rồi hối hả rồi bầu xô thúc giục mình Đấy, trong một đêm mình được gặp nhiều khán giả hơn Vậy đúng rồi khán giả mỗi chỗ mỗi khác nữa đón xem chuyện của sao và câu chuyện ngày xuân với ca sĩ nam cường được phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút thứ bảy ngày 2 tháng 2 năm 2019 trên VTV9. Quý vị cũng đừng quên là chuyện cổ sau vẫn đến với quý vị đều là vào lúc 20 giờ 5 phút mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Và đến đây thì Minh Đức cũng như Aurin xin tạm biệt và hẹn gặp lại.